Xin chào quý bà con và các bạn đã trở lại với kênh Nông nghiệp TV. Hôm nay số phát hành là 105, Nông nghiệp TV 105. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip để giới thiệu với các bạn một loại sâu cũng tương đối là có tiếng trên thị trường, đó là của hãng Bayer, tên là Vajego 200SC. Thì trước khi mình vào chi tiết, các bạn mình cũng tâm sự với các bạn á, theo quan điểm của mình á, thì không có một sản phẩm nào là nhất hết, không có sản phẩm nào là giỏi hay là xịn nhất hết cho các bạn đó. Mà quan điểm của mình á, khi mà có một sản phẩm mới, khi một có sản phẩm nào hay có hiệu đang có hiệu quả thì mình sẽ giới thiệu với các bạn, với bà con nông dân thì mình sẽ sử dụng, nếu có hiệu quả thì mình tiếp tục sử dụng, còn đến một lúc nào đó nó kháng thì mình ngưng và mình đổi sang thuốc khác các bạn. Ví dụ như trên thị trường hồi nào giờ các bạn cũng biết rồi, biết bao nhiêu là thuốc sâu lá như Takumi, Vitaco, hoặc là Cool của Tấn Hưng, hoặc là Famit của Phú Nông, và Indosuper của Phú Nông, hoặc là Diamid của Phú Nông, tất cả những loại sâu đó các bạn cũng biết rồi đó. Nhưng mà bây giờ sau này các bạn còn xài nhiều như lúc trước nữa không thì các bạn tự biết nhé. Thì dòng đời của sản phẩm đến một lúc nào đó nó sẽ kháng, thì khi mà sản phẩm mới mà ra các bạn cứ xài. Thì bên cạnh những vấn đề chi phí, giá thành đầu tư á, thì cái đó mình không nói nha các bạn, mà tôi đang nói vấn đề mà hiệu quả nha. Thì quan điểm của mình là vậy, không có sản phẩm nào là nhất hết, mà quan điểm của mình là chuộng sản phẩm mới ra có hiệu quả mình cứ xài, đến khi nào đó nó kháng thì mình đổi sản phẩm khác, đổi sản phẩm khác mình xài nha. Thì đây là một sản phẩm của Bayer Vajego 200SC. Thì cái này là ra mắt cũng hơn một năm rưỡi nay các bạn, là 23 tây tháng 1 năm 2021. Thì đến thời điểm này tháng 8 năm 2022 thì đã hơn một năm rưỡi rồi, vẫn còn hiệu quả hay các bạn. Thì đặc trị của sâu này, ưu điểm của sâu của trên thuốc sâu Vajego này á, là sâu lá trên lúa, sâu tơ trên bắp cải, và đặc biệt là sâu trên cây bắp của mình á, là sâu keo mùa thu á các bạn, là khó trị đó. Thì các bạn sử dụng cái này thì mình thấy vẫn còn hiệu quả, nên khuyến cáo với các bạn. Thì chai này nó là 50C, thì của Bayer phân phối, công thức là tetranin lipgon, 200g trên lít ha. Thì liều lượng thì ở đây để làm 4 chai này cho 1 hecta đối với lúa, thì nó có nghĩa là 200ml trên 1 hecta trên 10 công nhỏ đó. Thì là có nghĩa là bình có nghĩa là 20C, 20ml cho 1000m2. Thì như vậy á, thì thường thường mình xịt á, một công nhỏ cho một bình máy 25 lít cái gì á, mà 20C, mà cái này chai này 50C thì nó lỡ thì thôi. Như mình rút kinh nghiệm từ bà con nông dân á, mình chia sẻ với các bạn á, thì đối với sâu nhiều á thì chai 50C này mình bấm làm hai luôn các bạn. Tức là bình máy 25 lít á, mình chơi 25C luôn, là chai này được là 50 lít nước là hai bình máy. Còn nếu mà sâu nhẹ nhẹ hoặc là hơi hơi á, thì mình chai này mình chia làm 3 bình máy đi các bạn, mình xịt trên lúa đó. Đó. Còn sâu keo mùa thu trên bắp hoặc là sâu tơ trên bắp cải á, đó, thì mình làm 2 bình đó. Đó. Yeah. Hoặc là nếu mà sâu nhiều quá mình có thể là 2 chai 3 bình luôn, mình chơi luôn nha các bạn đó. Còn nói về cái giá thì 162.000 hay các bạn, cũng hơi cứng, chia ra một bình thì cũng là tám mấy ngàn ha. Rồi khi các bạn nào có nhu cầu, bà con nào có nhu cầu thì liên hệ với mình, số điện thoại trên màn hình là 0906 206 165, liên hệ với mình ha, mình sẽ ship tới chỗ. 162.000 chai Vajego 50ml. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.